Xin chào bạn, hôm nay đại lý Sơn Hà Tôn Đức chúng tôi xin giới thiệu bạn cái mẫu vòi gắn chậu vòi Labo. Cái này là sản phẩm vòi Labo có cái mã hiệu là SHC FA 391. Sản phẩm này thì được bảo hành 5 năm. Thì sản phẩm của Sơn Hà này thì mới ra mắt vào năm 2020 này, thì cũng mới phát triển dòng sen vòi ha. Thiết kế ngoài tương đối là rất là đẹp. Tôi sẽ tiến hành mở cái sản phẩm này ra để chúng ta xem qua cái sản phẩm này như thế nào ha. Thì Sơn Hà thì trước đến nay chúng ta sẽ biết đến là cung cấp về buồng nước năng lượng mặt trời. Thì lần này bây giờ năm nay nó xuất hiện thêm sen vòi, chúng ta thêm lựa chọn. Thì trên đây chúng ta sẽ được cung cấp là hai sợi dây cấp nóng lạnh các bạn, vòi nóng lạnh. Sản phẩm này thì chất liệu chính của nó bằng đồng, mạ rôm niken các bạn. Đây. Cái này nó thiết kế cũng tương đối có góc cạnh đây, như kim cương vậy. Vòi này thì cái đầu vòi cũng tương đối dài, hay vòi cũng dài, nóng lạnh. Và cái dây cấp chúng ta sẽ lắp vào đây. Cái này là cái cục để chúng ta dựa vào cái chậu. Thì cái vòi này là cái vòi chúng ta sẽ lắp được cho những cái labo có vị trí lắp vòi chậu như vậy, hoặc kể cả chậu inox chúng ta lắp được. Nhưng mà cái này chủ yếu là chậu rửa mặt thì nó phù hợp hơn. Thì sản phẩm này thì đang được đại lý Sơn Hà Tôn Đức chúng tôi cung cấp và phân phối. Quý khách cần mua sản phẩm này có thể liên lạc chúng tôi theo số điện thoại dưới cùng clip, hoặc click vào trang tdm.vn để xem giá bán cũng như cả hai trên website chúng tôi. Cảm ơn, xin hẹn gặp lại.